Alo, thân chào tất cả mọi người. Rất là vui khi được gặp lại mọi người trong một cái video clip mới của mình. Thì ngày hôm nay mình mới mua luôn một cái sản phẩm, đó là một cái cục sạc rồi test pin, kiểm tra nội trở của pin Liitokala. Đây là cục sạc đa năng Liitokala. Sản phẩm có tên là sạc và test pin đa năng, không có nguồn ha, Liitokala 500 đấy, với giá là 310.000. Thì mình sẽ mở ra và test thử cho quý vị xem ha. Nói chung là đối với những người mà thích chế cháo dột dập dạch á, thì đây là sản phẩm không thể thiếu khi mà nói tới pin 18650. Đây là cái hộp sau khi mình mở cái gói đồ ra. Đấy. Đấy. Gói kỹ vải luôn á. Đây. Này nó có gì? Cuốn sách hướng dẫn, không có cục sạc. Đây là sách hướng dẫn tiếng Tàu. Hoàn toàn không có tiếng Việt ha. Và nó có tiếng Nga, thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe nha. Đây tiếng Nga. Nói chung là không biết gì đâu. Đọc thí vô vậy. Rồi, bước nó qua một bên luôn. Đây là cái sản phẩm chính nè. Đóng gói cũng khá kỹ đó. Ok, Liitokala. Thì đây là cái cục sạc của nó. Đầu vô là DC 12V. Có đầu ra 5V luôn. Đầu out nè. Đây thì nó có 4 cái khe pin. Đây là cộng, đây là trừ. Đây là hai cái nút mod và nút là current. Rồi mình cũng đã có chuẩn bị sẵn một cái cục sạc này nè. Nhà mình thì mấy cục sạc này thì nó cũng hơi bị nhiều, mình đem vô coi. Để đảm bảo an toàn thì mình phải đo volt của cái cục sạc này coi nó còn đủ 12V không. Rồi. Đây 12,2V. Vậy là mình sẽ cấp cho nó cái điện cho nó. Đấy. Bây giờ ghim vô. Đấy. Sau khi ghim thì nó đã sáng lên rồi. Đấy. Đấy. Nhân vật chính của chúng ta đây. Null có nghĩa là không có gì hết. Rồi chúng ta sẽ lấy pin, ta gắn vô 4 cái khe này. Ở đây mình có mấy viên pin hôm trước nè quý vị. Đây pin. Đấy, có pin đầy đủ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử những cái viên pin này coi. Viên thứ nhất nè. Khe 1. Nội trở nó có 125 lần. Pin này tại rồi. Nội trở vậy là cao lắm rồi. Nội trở là cái ô như chỗ này nè. 125 mR nè. Đấy. Đấy. Khe thứ hai, cái viên này còn tốt, nội trở nó 50 là ok đó. Kiểm tra thử cái viên này coi, cái viên xịn này coi, Made in Japan. Đấy. Khe thứ ba, ô nội trở cao quá, 125 không được tốt. Và những pin xanh này coi, pin Samsung. Ô nội trở 51, pin này còn xài tốt. Đấy. Ở đây là chế độ là sạc, có nghĩa là sạc pin. Chúng ta có thể thay đổi nó bằng cách là chúng ta sẽ nhấn giữ cái nút cái phím mod này đến khi cho nó nhảy. Đó. Rồi chúng ta sẽ chọn là fast test, có nghĩa là test nhanh, hoặc là normal test, có nghĩa là test bình thường. Như vậy đối với test nhanh và test bình thường nó giống và khác nhau chỗ nào? Ở cái chỗ mà nó nghỉ nhảy mà phải nhắn lại rồi đó, chà, có nghĩa là nó chỉ sạc pin thôi. Còn là fast test nó sẽ là làm thực hiện hai cái, thứ nhất là nó sẽ sạc đầy và nó sẽ xả, còn mà normal test là nó sạc đầy, nó xả rồi nó sạc lại thì nó sẽ có 3 chế độ. Và cái chỗ cái rền này là chúng ta sẽ đó là nạp với là mấy bạn thấy cái chữ current này nó sẽ nhảy nè. Đấy, current 500 mA, có nghĩa là chúng ta sạc với cái dòng là 500 mA, sạc với dòng là 700 mA, hoặc sạc với dòng là 1A 1000 mA, có nghĩa là 1A đó. Nếu như chúng ta sạc ở cái chế độ mà 1A này nè thì cục pin chúng ta sẽ rất là nóng nha. Những cái cục sạc, những cái mà cục pin mà cái dòng nó thấp đó, thì ta sạc cái kiểu này là nó nóng cực kỳ luôn á. Rồi muốn sử dụng này chúng ta phải nhấn giữ cái nút phím mod này nè cho nó nhảy. Đấy, sạc và xả nè, chúng ta chọn. Và mình khuyến khích mấy bạn xả với sạc ở cái dòng 500 thôi, nó vừa bảo quản được cái cục sạc này mà nó là vừa nó là an toàn cho mấy viên pin nữa ha. Đó là cái đó là cách sạc và cái kiểm tra. Đấy, mình sẽ để chế độ fast test. Đấy, một tùy vào mỗi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiểm tra mấy cái viên pin này, cái nội trở của nó kiểm tra hết rồi. Tương tự như vậy, mấy bạn mà muốn là kiểm tra một cái và cái cục sạc Liitokala này nè, nó là nó sạc cái chế độ là gì mấy bạn biết không? Đó là độc lập, từng khe pin độc lập, nó hay là hay chỗ đó đó. Cho nên đó là khi mà mấy bạn mà muốn kiểm tra cái khe nào thì mấy bạn sẽ nhấn vào cái số 1 nè. Số 1 là nội trở của viên pin này là nó là 44 nè, số 2 nè, 50 nè, số 3 125, số là 4 là 38 nè, nội trở nè, dung lượng pin là 4 chấm mấy nè, thấy còn ngon lành. Ok ha. Thì đó chính là cái công dụng của cái là cục sạc Liitokala này. Và khi mà nó sẽ test nhanh đó, nó sẽ cho chúng ta biết cái dung lượng đó là thực tế của cái đó là cục pin chúng ta là bao nhiêu ha. Thì sau khi mình test xong đó, thì đó là nó sẽ hiện ra từ cái ô này dòng xả dòng sạc nó là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ biết được cái cục pin chúng ta có thực đấy nó là cái đó là dung lượng chính thức nó là bao nhiêu ha. Thì đây là cái sản phẩm mình mới vừa mua về mà review cho các bạn xem. Thì đó là hy vọng rằng đó là những người mà ưa thích đó là chế cháo bột bạch như mình nữa, thì chúng ta sẽ có đó là trang bị cho mình một cái cục sạc như thế này ha. Rồi, thân chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video clip tiếp theo của mình. Bye bye.